chào bạn. Các bạn. Chào các cậu. Các cậu đi đâu đấy? À, nghe nói ở Phú Minh có ngôi đình cổ nên chúng tớ muốn tới đây tìm hiểu. Thế thì tớ là người Phú Minh đây. Hôm nay tớ rảnh, và nếu như các cậu muốn thì tớ sẵn sàng là hướng dẫn viên du lịch cho các cậu. Ôi thế thì tốt quá. Thế thì chúng mình cùng đi thôi nào. Đình làng tớ nằm bên phía tây của thôn Thục Xá Đài, gần con sông Cà Lồ, thuộc địa phận xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, nên có tên gọi là đình Thục Xá Đài. Thì không biết được xây dựng từ khi nào, nhưng người làng tớ chỉ nhớ được năm kỳ tu lớn nhất là năm Cảnh Hưng 37, năm 1776, đại hậu Lê thế kỷ thứ 18. Và các bạn cùng quan sát thì đây chính là cổng đình làng tớ. Cổng được trùng tu mới lại vào năm 2015 với kiến trúc là cổng tam quan, trụ cổng cao 10m, nhìn sừng sững xuống dòng sông tạo cho người ta cảm giác sông thủy hữu tình. Và chúng ta cùng đi vào bên trong này. Khi vào bên trong sân đình thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một bức bình phong được làm bằng đá xanh dựng trước sân đình với kiến trúc là được có mang hình dáng một bức cuốn thư. Bức bình cuốn thư này thì được xây dựng vào năm 1912 với chiều dài 3,8m, cao 2,5m. Phía trên thì có một đôi rồng trầu mặt trời lớn. Bức cuốn thư được chạm khắc hai mặt, viết về trận thủy chiến năm 1913, về kiến trúc và việc tu sửa lại đỉnh. Mặt còn lại thì được trang trí tứ linh, long mã, tạo ra sự cổ kính. Và các bạn có biết không, bức bình phong này được coi là một nét đặc biệt của đình làng tớ đấy. Và tiếp tục quan sát về phía trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy tòa đại đỉnh có kiến trúc giống như bao ngôi đỉnh khác của Việt Nam. Đình được xây dựng với kiến trúc là 4 mái cao, rộng, lập ngói mũi hài. 4 góc mái thì được làm thành 4 đao cong vuốt với đôi rồng bay bổng trầu mặt trời lớn, tạo nên sự uy nghi và cổ kính cho ngôi đỉnh. Và phía bên trong tòa đại đình thì gồm có 5 gian, 2 trái với 6 bộ vì kèo. Mỗi vì kèo thì gồm có 6 cột lim, cột cái thì có chu vi là 1,6m, cao 6m được đặt lên trên một mảnh đá lớn. Và bên trong kia chính là tòa hậu cung, gồm có 3 gian, gian giữa có một sàn gỗ cao 1,55m, thờ vị thần Hoàng Làng. Bên trong đình thì hiện nay còn lưu giữ nhiều di vật cổ như sắc phong này, long ngai, kiệu và các đồ Tết có giá trị văn hóa lịch sử rất là cao. Kiến trúc bên trong đình thì được chạm trổ điêu khắc, tinh vi, nó thể hiện cho sự khéo léo của nhân dân thôn Thục Xá Đài. Đình làng tớ thì được vua ban sắc, thờ danh tướng Lê Phụng Hiểu. Ông là người làng Băng Sơn, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Ông là một võ quan trung thành với nước, với dân, là cánh tay đắc lực của triều đình nhà Lý. Ông đã phụng sự ba đời nhà Lý và đóng góp nhiều công lao to lớn cho triều đình và nhân dân. Mà vì thế, khi ông băng hà, nhà vua đã quyết định cho lập đền thờ ông ở nhiều nơi và rất vinh dự cho nhân dân làng Đài Chứng Tớ, thì vua đã ban sắc vòng thờ ông tại đình làng. Ngoài ra thì trong đình làng tớ còn thờ hai vị hậu thần nữa, đó là ông Lê Huy Đằng và ông Lê Khắc Hy. Hai ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho đình làng, vì thế nhân dân đã phong ông làm hậu thần và có ban thờ tại tòa đại đình. Các bạn ạ, đình làng Phù Xá Đài còn vinh dự được đón các phi công, chuyên gia sửa chữa máy bay của Liên Xô và Triều Tiên về đây công tác tại đình vào những năm 1966 đến năm 1968 để phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và đặc biệt trong dịp Tết năm 1967, nhân dân thôn Phù Xá Đài đã được đón Bác Hồ về thăm đình làng, bắt đầu nói chuyện với các chuyên gia và chia kẹo cho các trẻ thiếu nhi trong đình. Để tưởng nhớ sự kiện Bác Hồ về thăm đình làng, thì nhân dân đã cho lập tượng đài vào khu tưởng niệm Bác ngay bên trong khuôn viên của đình vào năm 2014. Các bạn ạ, đình làng không chỉ là chốn tâm linh mà nó còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân nơi tớ ở. Theo tục lệ thì hàng năm cứ vào ngày 12 tháng 10 âm lịch thì quê tớ lại tổ chức lễ hội làng truyền thống với những hoạt động văn hóa giải trí đặc sắc cùng với các trò chơi dân gian thú vị. Và nếu như có dịp, tớ mời các cậu về đây tham dự lễ hội làng tớ thì chắc rằng sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón các cậu đấy. Chúng tớ rất cảm ơn cậu vì cậu đã giúp cho chúng tớ biết thêm được rất nhiều thông tin về ngôi đình này, và nếu có dịp chúng tớ chắc chắn sẽ quay trở lại đây. Mình cảm ơn các cậu.